Hello, chào chị em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly receiver đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Sansui. Và dòng này sẽ có tên model là 881. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà khá là cổ đến từ thương hiệu là của Sansui nha anh em. Được sản xuất vào tầm những năm 1974 nha anh em. Và con này cũng là một trong cái đời mà phải nói là khá là sâu của dòng ba số này. Nên về cấu hình của nó rất là kinh khủng khiếp. Cùng với nội thất ở bên trong thì phải nói được trang bị rất là nhiều những linh kiện cao cấp. Và con này phải nói là cực kỳ là dễ dàng để mà phối ghép loa nha anh em. Nên có thể mà chơi tốt đối với những chục loa mà hiện đại ngày nay. Anh em chơi với những cặp loa cổ thì cái này đánh tiếng bum âm phải nói là hết sảy luôn anh em à. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức như về thiết kế dòng sản phẩm này. Đây đập vào mắt chúng ta thì đầu tiên anh em sẽ thấy là bộ đài radio nha anh em. Và bộ đài này nó sẽ phát sáng đèn màu xanh lá và nó rất là đẹp và rất là bắt mắt anh em à. Còn bên đây chúng ta sẽ có nút nguồn và đây là cái nút để mà điều chỉnh loa nha anh em. Con này anh em có thể mà chơi được với ba cặp loa khác nhau nha anh em. Anh em chơi AB cộng hoặc anh em chơi AC cộng nha anh em. Đây cái nút điều chỉnh chức năng là bass, mid và treble. Đặc biệt thì cái này anh em thấy là có nút mid nha anh em, nên nó điều chỉnh được cả mid. Nhiều anh em mà thích nghe giọng ca sĩ nhiều thì cái nút này thì nó phải nói là kìa tốt để mà cho anh em phải mà tăng trải nghiệm âm thanh nha anh em. Ví dụ như là tương đương với dòng này có những dòng ví dụ là Sansui 5000X nha anh em, nó cũng không có được cái nút mid để điều chỉnh như là con này anh em à. Con này thì mình đánh giá nó rất là cao nha anh em. Ở đây thì sẽ có cái nút điều chỉnh về volume và ba lăng nha anh em. Và có cả loa nét nha anh em. Cái này công suất thì nó vẫn rất là khủng nhưng mà 230W nhưng mà nó vẫn trang bị cho loa nét để mà tăng âm. Nghe con này rất là quá xá đã nha anh em. Còn bên đây là cái nút chức năng. Đây mono tap. Đây là nút button. Còn đây là tuning, là nút để mà anh em ra đài nha anh em. Còn bên đây là các cổng để mà em lấy tín hiệu nghe nhạc. Nói chung thì đầy đủ các cổng ăn chơi nha mà. Đây mỗi khi mình sẽ chuyển cổng anh em sẽ thấy là cái đèn ở đây nó sẽ nhảy qua cái nút khác nha anh em. Đây cực kỳ là xịn sò nha anh em. Đây còn về mặt bên trong sản phẩm này anh em sẽ thấy là nó có thiết kế là vỏ gỗ nha anh em. Vỏ gỗ này cực kỳ chắc chắn thế mà hình thức cũng rất là mới rất là đẹp anh em. Còn mặt sau của dòng sản phẩm này thì đầu tiên là chúng ta sẽ bớt tem dòng sản phẩm này trước cho anh em. Đây Sansui 881, con này sẽ có điện 117V anh em. Giờ điện mà nó sẽ xuất bởi thị trường của Mỹ anh em. Công suất của nó là 320W, được sản xuất bởi Sansui Electronics tại Tokyo, Japan anh em. Đây con này nó sẽ trang bị ta hệ thống là 12 cặp loa nha anh em. Đây hệ thống là A, hệ thống là B và hệ thống là C nha anh em. Để cho anh em thoải mái chơi thoải mái với cùng một lúc và ba cặp loa nha anh em. Ở đây anh sẽ thấy là cái anten thì con này là dòng âm ly receiver anh em, nên nó trang bị anten để mà anh em bắt sóng tốt hơn. Ở đây anh em sẽ thấy là nó cũng lá nhôm tản nhiệt anh em, thì nó sẽ chứa sò bên trong. Con này nó sẽ trang bị ta tổng cộng là 4 con sò sắt cho anh em, sò của Sanken. Trong này thì tái tạo chất âm mà nó rất là hay luôn em à. Ở sẽ test cho anh em cùng nghe. Còn bên đây là các cổng nhưng mà em mới tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Nói chung thì đầy đủ các cổng ăn chơi em à. Đây mono AUX 1-2 test đầy đủ nha anh em. Thất của dòng sản phẩm này thì nhìn tổng quan thì phía trên thì nó phải nói là còn rất là mới đẹp nha anh em. Hàng Nhật bán bao duyên cho anh em cho yên tâm. Cho anh em xem linh kiện bên trong sexy của nó thì vẫn còn 7 màu rất là mới đẹp khen nha anh em. Đây này trang bị ra một tăng phô rất là lớn, chạy hai cục đột nguồn nha anh em và một cái tụt nhỏ ở bên này nha anh em. Đây đây là chỗ mà quan ten nha anh em. Đây mình kéo ra thử luôn.
đây mình mời anh em cùng xem hai bên sản phẩm này. Đây sắc xì của họ rất là mới đẹp e nha anh em. Đây mình sáng xíu này, đây mình quay bên này cho anh em cùng xem. Đây mới kem nha anh em. Đây, đây là nắp của dòng sản phẩm này nha anh em. Đây dòng 320W thì nó sẽ có thêm một cái dưới thép để bảo vệ cho anh em, để chống côn trùng bay vào. Đây phía trên mình nói anh em, đây phía trên nói anh em thấy là có lỗ hở cho anh em, thì nó có thêm một cái miếng thép mà bảo vệ tốt hơn chống côn trùng. Đây dòng 320W thì nó sẽ có thêm hai cái tem nữa cho anh em. Rồi mở anh em cùng thưởng thức chất âm của Sansui 881. Sướng anh em, đặc biệt là các giải bát nó đập nghe căng nghe tròn thì nghe phải nói là cực kỳ phù hợp với mà anh em mà thích nghe những bản nhạc remix, nhạc vàng, nhạc bolero, cái này phải nói là trong sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho tất cả các anh em. Đây giải chép nghe phải nói rất là bén, rất là sắc sảo anh em. Đây mình còn chưa chỉnh bất kỳ cái gì nha anh em, mình cũng chưa chỉnh cái loa nét luôn nha anh em. Ánh đã bung âm như thế rồi nha, mà nó là nghe rất là hay. Đây mình sẽ test luôn cái đài radio của sản phẩm. Đây mời anh em. Triển khai việc nghiên cứu xây dựng văn kiện đại hội tỉnh đảng bộ
lần thứ 20 cho nhiệm kỳ 5 năm tới 2026-2030. Việc xây dựng lập quy hoạch thì đã khó, việc triển khai còn khó hơn và đòi hỏi phải rất khẩn trương. Trong thời chiến thì đây, nói chung đài radio sản phẩm này phải nó bắt sóng, nó cực kỳ tốt thôi, nhưng mà dù đây cũng là một trong những dòng đời xưa rồi, nhưng mà bề chất âm cũng như là bề đài radio của dòng sản phẩm này mình đánh giá phải nó rất là cao. Nó là con này là hoàn hảo trong các phân khúc giá của em này, chỉ với 15.500.000 đồng. Nếu anh em muốn mua, anh em có liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại, qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, chào tất cả anh em nha, hỏi tất cả anh em vào những video sau. Bye. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.